mọi người đã đến với kênh YouTube của Niệm Tà Con ngày hôm nay. Và sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau so sánh nệm lò xo của thương hiệu Hàn Việt Hải và nệm lò xo của Dunlop Bilo. Và đây là hai tấm nệm lò xo của chúng ta. Nệm lò xo Sapphire Hàn Việt Hải là nệm lò xo túi liên kết. Và đây cũng là tấm nệm lò xo túi liên kết có chất lượng tốt mà giá rẻ nhất trên thị trường hiện nay. Và dưới đây là tấm nệm Dunlop Bilo Diamond. Cả hai tấm nệm đều được thiết kế với màu trắng rất là đẹp mắt và trang nhã. Và điểm giống nhau tiếp theo đó là ở bề mặt của nệm được may bằng vải gấm, được trần thêm một lớp gòn, mang đến cho người nằm cảm giác rất là êm ái. Và đây là, ngoài ra thì sẽ có những cái đường viền như thế này được may rất là chắc chắn vào nệm để cố định nệm, giúp cho áo nệm không bị rách cũng như là lớp lò xo của nệm không bị trồi sụt ra bên ngoài gây đau lưng. Bề tiếp theo đó là cái khung, khi mà chúng ta đè lên nệm như thế này thì sẽ cảm nhận được là cả hai tấm nệm đều có cái khung lò xo rất là chắc chắn. Và những cái khung lò xo này đều được đạt được tiêu chuẩn châu Âu và được xử lý nhiệt luyện qua hàng nghìn độ C, nên là cái khung lò xo rất là chắc chắn nha mọi người. Và cái nệm lò xo túi Hàn Việt Hải Sapphire này của chúng ta đang là cái dòng nệm lò xo túi được các khách sạn rất là ưa chuộng và đặt hàng rất là nhiều. Ngoài ra thì các khách sạn tầm từ 3 sao đến 5 sao trở lên thì sẽ ưa chuộng hơn đến dòng nệm lò xo Dunlop Bilo. Và đây, thiết kế nệm lò xo của chúng ta thường sẽ có thiết kế là từ cao từ 20 cm cho tới 30 cm trở lên. Và hiện tại thì tất cả các dòng nệm lò xo này đang được phân phối tại các cửa hàng của Niệm Tà Kho. Và mọi người có thể tham khảo thêm chi tiết tại website niemtakho.com hoặc là inbox đến fanpage Niệm Tà Kho Việt Nam để được đội ngũ tư vấn viên tư vấn nhiệt tình. Mà Niệm Tà Kho hiện tại đang phân phối những tấm nệm lò xo này với mức giá chiết khấu rất là cao, giảm giá lên đến 30% và tặng kèm quà tặng. Ngoài ra thì sẽ giao hàng miễn phí đến tận nhà khách hàng. Và một điều đặc biệt nữa đó là các anh chị làm khách sạn, nhà nghỉ hoặc là chung cư, nếu mà mua nệm lò xo với số lượng lớn thì sẽ được nệm giá kho chiết khấu với mức giá rất là ưu đãi và tặng thêm kèm nhiều quà tặng. Ở đây chúng ta sẽ cùng nhìn lại một lần nữa nệm lò xo túi Sapphire Hàn Việt Hải và nệm lò xo Dunlop Bilo Diamond. Và cuối cùng thì cảm ơn mọi người đã theo dõi video của Niệm Tà Kho ngày hôm nay.